Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tiến tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng và mỗi buổi ngày thứ sáu hàng tuần khi mà chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì Hùng Lê sẽ có một bản tin video tổng hợp các cái nội dung như thường lệ thì phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng đánh giá lại kịch bản phân tích tuần tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 và trong cái tuần đó thì video số 173 thì ông Lê cũng có dự báo rằng là thị trường chứng khoán sẽ có một tuần giao dịch hết sức là khó khăn. Và sau đó sau cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường có những tín hiệu khởi sắc hơn. và Hùng đã có thêm một cái bản tin phụ video số 173 cộng trong đó có đánh giá cái tình hình index ở vùng 1048 đến vùng 1050 điểm. Uh, phần thứ uh, phần thứ hai uh, phần thứ hai thì nội dung của phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view ở một số các cái mã cổ phiếu uh, các cái danh mục cổ phiếu ngành nó rất là cơ bản từ uh, cổ phiếu ngành điện phân bón viettel hóa chất bất động sản khu công nghiệp uh, nhóm ngành xây lắp uh, nhóm ngành thép vật liệu đầu tư công nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành dầu khí nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản như vậy thì đối với những cái nhóm ngành nào mà chưa được phân tích các anh chị có thể uh, comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì hùng lê sẽ dành thời gian để trả lời uh, một số các câu hỏi các anh chị trên những cái góc nhìn uh, của cá nhân hùng lê và sau đó thì các anh chị có thể tham khảo thêm và chúng ta lưu ý là tất cả những uh, cái quan điểm phân tích ở trên video uh, tuần thì chúng ta uh, tham khảo và trước khi mà chúng ta có những cái quyết định đầu tư thì chúng ta tham khảo những cái ý, ý hùng nói và đấy là những cái quan điểm cá nhân của ông Lê thì các anh chị xem được ở những cái nào tốt, những cái nào phù hợp với cá nhân mình thì chúng ta xem. Cái nào chưa phù hợp mà chưa ok thì chúng ta sẽ không xem hoặc chúng ta sẽ không áp dụng để chúng ta tránh những cái câu chuyện uh, tranh luận về quan điểm ở sau này là Hùng không có ok. Ở phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, dự báo một vài cái ý về cái xu hướng của tuần giao dịch tiếp theo, chính là tuần từ ngày 24 đến ngày 28. Ở tháng 4 năm 2023 như vậy là chúng ta có ba cái nội dung chính như vậy ở trong các bản tin tuần. Ngoài những cái bản tin tuần thì chúng ta sẽ có thêm những cái bản tin phụ, có thể là có những cái tín hiệu kỹ thuật của chỉ số VN-Index hoặc là uh, các cái tín hiệu của các cái nhóm ngành mà nó có những cái uh, xu hướng tốt uh, và nó có khả năng có cái sự phục hồi thì cũng sẽ làm thêm các cái bản tin ngắn để chúng ta cập nhật thêm ở trong cái tuần giao dịch. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính phần thứ nhất của bản tin tuần đó là sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành cơ bản Thì đối với nhóm ngành điện PC1 thì gần như nó cũng đã đạt được cái mark target ở khoảng quanh vùng 30 và tuần này thì cũng bắt đầu dự kiến cái khả năng nó sẽ quay về chỉnh cung Nhìn về xu hướng thì hiện tại nó đang test ở quanh vùng 28 Cây đến kết tuần thì do cả thị trường nó đổ nên là chỉ số của PC1 nó cũng bị yếu đi và nhìn trên cái xu hướng kỹ thuật tuần thì khả năng tuần tới thì PC1 sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27. bảy cổ phiếu GEG như đã dự báo thì GEG đã quay về ở vùng chỉnh cung 14.7 đến vùng 15 và kết tuần thì nó đóng ở vùng 14.7 tức là đóng ở biên hỗ trợ dưới. nhìn về lực đi thì nó cũng chưa thực sự là khỏe nên khả năng tuần tới thì nó tiếp tục kiểm định kiểm định cái vùng 14.7 và sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở đây à, đó là vùng 14.4 đến khoảng vùng 14.5 gách ở thời điểm hiện tại sau khi mà gách pha phải cái vùng cản ở đây ở trong tuần giao dịch trước đó là vùng 13 8 à, 12 8 đến vùng 13 năm thì tuần này gách bắt đầu chỉnh cung và chúng ta nhìn thấy là cái biên hỗ trợ cái thuật quanh 12 8 tức là trong tuần này các anh chị nó uh, nó vòng lên rồi nó lại tụt xuống và nó lại vòng lên tụt xuống quanh vùng 128 như vậy thì tuần tới chúng ta có thể tính toán là vùng 12 năm điểm 12 năm sẽ là cái điểm chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta sẽ theo dõi thêm trong trường hợp xấu hơn thì chúng ta sẽ tính ở vùng 12.2. À, POV kép sau khi mà cổ phiếu này đạt được mắc kháng cự ở vùng 14 thì nó à, nó quay lại nó chỉnh cung nó kiểm tra lại cái biên kỹ thuật của nó là vùng 13.5. Và trong tuần giao dịch trước thì cái điểm 13.5 này của nó bị thất bại Tuần này thì nó tiếp tục công lại 13.5 nhưng mà công không thành Nên cái câu chuyện là nó sẽ quay về vùng 13 để nó kiểm tra cung cầu Cây nên cái tuần thì nó bị phá vỡ vùng 13 với cái tín hiệu bán là nó gần bán gấp đôi trung bình 20 phiên Và các anh chị nhìn thấy là kể từ ngày 27 cho đến thời điểm hiện tại thì cái tín hiệu đường MACD nó luôn là đỏ nên là cái cái câu chuyện là cổ phiếu mà muốn bứt thoát được đi xa là nó không có và ở đây nó có sẽ có những nhịp gọi là tích lũy hoặc là đi ngang thì với tín hiệu kỹ thuật của POVK như này thì tuần tới chắc chắn cái điểm 12.7 thì nó sẽ quay trở lại để nó test cung trả nền và chúng ta phải tính toán thêm điểm 12.35 đến khoảng vùng 12.5 cổ phiếu TV2 <laughs> TV2 ở đây á, thì ở đây là cái vùng 24.7 đến vùng 25 đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh và tuần này thì nó tiếp tục có hai lần đó hai điểm công lại vùng kháng cự này, tuy nhiên công không thành và đồng thời á thì nó cũng có một cái điểm test kỹ thuật ở đây ở vùng 23.3 đến khoảng vùng 23.5 tương đối là đẹp. Nhìn về mặt ý đồ thì tuần tới khả năng là TV2 sẽ tiếp tục chỉnh cung lại ở quanh vùng 20 33 đến khoảng vùng 23.5 để đánh giá thêm cái hỗ trợ kỹ thuật ở, ở điểm này. Nhóm phân đạm thì trong tuần vừa qua à, nó không thực sự tích cực Tuần trước thì là tích cực nhưng tuần này thì nó không tích cực Bởi vì tuần này thì gần như nó đã quay trả lại hết cung à, Đối với đạm Cà Mau thì như vậy là tuần này nó đã quay trở lại Cái biên hỗ trợ cái tuần 236 đến khoảng vùng 24 Cây đến kết tuần thì nó tương đối là xấu Khi mà nó bao trọn hết tất cả những cái nỗ lực trước đó của cổ phiếu này Và trong tuần này thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu đường MACD của đạm Cà Mau Bắt đầu từ pha xanh chuyển sang pha đỏ và khi mà tín hiệu từ pha xanh sang pha đỏ thì cái xu hướng chủ đạo của cổ phiếu là chỉnh giảm tích lũy và cái khả năng để mà vượt thoát mà để tăng lại nó là rất khó. Như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định cái vùng 23.6, 23.5. Có thể là phải tính toán lên cái vùng để 23.5 đi. Đó, cái biên 23.5 đến khoảng vùng 24. Biên này thì nó sẽ tiếp tục test lại và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đạm Phú Mỹ cũng như vậy. Đạm Phú Mỹ thì sau một cái nhịp long rất là mạnh ở đây thì nó sẽ có cái xu hướng cái gì xu hướng quay trở về test cung và trong cái tuần 172 hai thì cũng đã có phân tích cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên mà đạm phú mỹ nó sẽ quay về đó là vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 thì tuần đó là cổ phiếu này đã quay về chỉnh cung và sau khi chỉnh cung thì tuần này nó sẽ tiếp tục test lại hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 34.1 đến khoảng vùng 34 như vậy là chúng ta sẽ lấy xuống vùng 34 và cái nền kết tuần thì nó bị mất vùng 34 và chúng ta cũng thấy rằng là gì ở cái tín hiệu đường mát nó đang xấu đi chính vì tín hiệu đường mắc đang xấu đi nên tuần tới chúng ta sẽ phải tính toán thêm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33 đến khoảng vùng 33.5 ở nhóm ngành thứ ba đó là Viettel thì chúng ta có phân tích một số các mã cổ phiếu khá là cơ bản của nó thì đối với cổ phiếu VGI VGI thì cũng có một cái nền tảng tích lũy tương đối dài ở vùng 19.5 đến khoảng vùng 20-20.5 và trong cái tuần trước thì nó đã vượt thoát lên và nó công lại vùng kháng cự 22 Uh, tuy nhiên tuần này uh, um, nó công hai lần không thành và nó lại tiếp tục quay lại cái biên ở đây đó là biên 20.7 đến khoảng biên 21 Nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật như thế này thì tuần tới nó lại tiếp tục kiểm định lại cái vùng này trước khi mà uh, nó có một cái dòng tiền mạnh mẽ hơn Hiện tại thì tín hiệu đường mát đang bị suy yếu đi, chính vậy nên là uh, chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để uh, giúp cho cổ phiếu này có những cái <laughs> tín hiệu mà giúp cho chúng ta có thể nhận diện được cái xu hướng phục hồi cổ phiếu CTR uh, vùng 64 à 67.4 đến vùng 68 là vùng kháng cự và uh, cái vùng test công kỹ thuật ở đây là vùng 63 thì tuần này hai lần cổ phiếu này test về quanh vùng 63 uh, nhìn về thiên hướng kỹ thuật uh, đây đường mát suy yếu chính vậy nên là nó sẽ tuần tới nó sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 63 và cái điểm sâu hơn thì có thể phải tính toán lại ở đây uh, đó chính là cái biên 61 đến khoảng biên 62 chính là biên kháng cự tức là sau khi break khỏi kháng cự thì nó sẽ có xu hướng Tết uh, test về cái vùng kháng cự và nếu như là tại cái vùng kháng cự đó mà nó trụ được và dòng tiền bắt đầu được kích hoạt trở lại và những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta xác nhận đảo chiều thì đấy là cái thời điểm mà các anh chị có thể thu gom thêm ở uh, nhóm ngành thứ tư đó là nhóm ngành hóa chất thì mã cổ phiếu uh, CSV 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 thì tuần trước đánh rất là tốt đánh rất là tốt các anh chị và tuần này thì về cơ bản là nó nằm ở trong góc độ gọi là chỉnh cung uh, chỉnh cung chỉnh nền thì ở đây á thì ở đây sẽ về các anh chị này sau một cái nền tảng tích lũy khá là tốt ở đây đó là vùng 28.5 đến vùng 28.8 thì nó đã có một cái nến đẩy lên và sau cái nến đẩy lên đó thì hiện tại là tuần này về cơ bản là nó test ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 và thậm chí là phiên nay còn đẩy lên được vùng 31.5 nhưng mà nó không không giữ được ở cái mức cao nhất và nó đóng cửa vùng 30.8 như vậy là tạm ổn về một góc độ kỹ thuật thì kỳ vọng là vùng 30.5 sẽ là vùng hỗ trợ để giúp cho CSV nhịp này có thể đánh vượt thoát vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 cao hơn thì chúng ta có thể ngắm cản 34.5 đến khoảng vùng 35 và về đến cản này thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung để nó tiếp tục tích lũy lại nhịp tiếp theo DGC thì tiền mặt nó hơi rủng rỉnh, tiền khá là tốt. Em này thì tính cơ bản khá là ok và trong tuần thì dự báo là DGC sẽ quay trở lại vùng 54. Tuy nhiên vùng 54 thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà thị trường khá là đuối. Chính vì nó bị mất vùng 54 nên là chúng ta sẽ phải tính toán vùng 52 và điểm sâu hơn thì phải là vùng 51, tức là xu hướng về mặt kỹ thuật là tuần tới thì DGC sẽ quay trở lại test nền Và quay trở lại test nền ở đây thì chúng sẽ tiếp tục quan sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà nó đã xây ở đây, đó là Uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây nó là đó là ở vùng 50. Uh, vùng 4 48 đến khoảng vùng 50. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ uh, có những cái tín hiệu để chúng ta uh, phân tích uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu. Nhóm ngành thứ năm, đó là nhóm ngành uh, bất động sản hữu nghiệp thì uh, chúng ta sẽ uh, phân tích một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản như sau. Đối với KBC thì các anh chị uh, lưu ý ở đây KBC có một cái vùng kháng cự này ở vùng kháng cự tương đối là dày ở vùng 26 đến khoảng vùng 27 ở đây là cái vùng này lùng đã có phân tích rồi và đồng thời thì cam ở trong tuần cũng đã có phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 đây các anh chị đó vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 và à, và đây các anh chị này và đây thì chúng ta có một cái hỗ trợ kỹ thuật và đây chúng ta có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó, tuần này thì nó đã tiếp tục quay trở về lại tức là phiên ngày thứ hai nó hồi lên và sau đó thì phiên kết tuần thì nó lại tiếp tục quay trở lại vùng 24 24.5 à, nhìn ở trên thiên hướng kỹ thuật thì đường MACD bắt đầu có cái sự chuyển pha từ suy yếu đi chính vậy nên là tuần tới thì khả năng cao thì cái câu chuyện nó tiếp tục test lại ở vùng 24 24 là cao và tại cái điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để chúng ta định lượng cái khả năng phục hồi tiếp theo của cổ phiếu KBC sau một cái nhịp chỉnh cung Cổ phiếu thứ hai trong nhóm ảnh này, này đó là cổ phiếu ITA thì nó là anh em nhà nó thôi thì đối với ITA là chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần cho nó ổn định các anh chị ở đây thì chúng ta thấy là biên 3.9 đến biên 4.15 3.9 đến 4.15 đang là cái vùng tích lũy thì nếu như các anh chị mà thu gom thì chúng ta thu gom từ từ bởi vì cái câu chuyện đấy là bao giờ cũng như vậy cái giai đoạn tích lũy của cổ phiếu nó có thể là một tháng có thể là hai tháng hoặc có thể là là cả 3 4 tháng hoặc thậm chí là có một một năm cơ. Đây, dù trước khi mà nó đánh từ vùng 2.6 mà về đến vùng 18 thì nó đã phải chuẩn bị tích lũy gần như là 6 tháng đúng không? 6 7 tháng từ tháng 4 à, đến tháng 4, như vậy là gần một năm. Nó tích lũy gần một năm rồi các anh chị. Rồi nó mới bắt đầu một cái nhịp chiêu sóng ở đây. Thì như vậy thì ở cái nhịp này nó cũng như vậy. Vì khi cổ phiếu đi sideways thì chúng ta cứ phải bình tĩnh từ từ. Và dòng tiền hiện tại đang khá là thấp này nên nó có thể là giai đoạn này tạo lập người ta đang gom khi nào nó gom đủ rồi, đủ lớn rồi thì khi đó nó mới có những cái câu chuyện để nó đánh lên. Cổ phiếu thứ ba là SSC thì trong thời điểm hiện tại thì nhìn về mặt kỹ thuật của SSC là tương đối đẹp. Ở đây thì nó có một cái cản 31.5 đến khoảng vùng 32 tuần trước nó break và sau đó thì nó quay lại nó test. Thì tuần này nó lại tiếp tục test lại ở đây là vùng 30.5 và cái điểm sâu sâu hơn thì có khả năng là tuần tới nó sẽ lấp gáp đây này nghi 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 là sẽ có thể là nó sẽ vẫn ở cái vùng 30.5 thì đương nhiên rồi nhưng mà khả năng là nó vẫn còn một cái điểm có thể nó nhún sâu về khoảng quanh vùng 29.5. À, rồi từ đây rồi rồi từ đây thì chúng ta lại bắt đầu tính toán một cái khả năng khả năng phục hồi. À, tại vì sao lại 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 phải tính toán một cái kịch bản xấu hơn như vậy bởi vì hiện tại á là cái tín hiệu đường MACD nó bắt đầu bị suy yếu đi và khi cổ phiếu hoặc là nhóm ngành hoặc là thị trường mà cái tín hiệu đường mát nó cắm như thế này thì cái 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 khả năng mà nó nó bật lên ngay lập tức nó sẽ rất là khó mà nó sẽ cần thời gian để nó tích lũy uh, quay trở lại cổ phiếu tiếp theo đó là IDC <laughs> IDC thì trong tuần vừa qua uh, đúng như dự báo thì nó cũng đã quay trở lại vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 đây là vùng hỗ trợ Đồng thời ở đây á thì nó có một cái kháng cực ngắn ở vùng 39 và một phiên hai phiên 3 phiên nó chạm về vùng 39 và nó không bật thoát được, chính vậy nên khả năng tuần tới thì cái xu hướng mà test lại vùng 37.5 đến vùng 38 là còn và tại cái điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm. Cổ phiếu tiếp theo ở trong nhóm này VGC. Thì đối với VGC như vậy là trong tuần tuần trước thì chúng ta có dự kiến là nó sẽ test lại vùng 35.5. Và tuần này thì chúng ta tiếp tục đánh giá ở vùng 34 đến vùng 34.5 Đóng cửa tuần ở vùng 34.1 Mặc dù trong phiên thì nó đã có những cái thời điểm là cổ phiếu này bị rơi khỏi vùng 34 Và chúng ta nhìn ở trong ngắn hạn thì tín hiệu đường mát cũng như vậy Nó bị suy yếu đi Chính vì vậy nên khả năng tuần tới thì chúng ta phải tính toán đến cái hỗ trợ sâu hơn của nó Đó là ở quanh vùng 32.5 đến khoảng vùng 33 Rồi, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành xây lắp. Nhóm ngành xây lắp anh chị. Thì chúng ta lưu ý là nhóm ngành xây lắp thì hùng đã có phân tích một cái sóng hồi gọi là bất động sản dân cư, sóng hồi từ ngày 20 tháng 3 và đến thời điểm hiện tại là 21 tháng 4. Như vậy thì nhóm ngành xây lắp của chúng ta đã phân tích được khoảng một tháng rồi và hiện tại thì chúng ta đang tiếp tục uh, bám chen để chúng ta xem những cái điểm test cung kỹ thuật của nó nó sẽ đi về đâu và dự kiến nó sẽ như thế nào. Thì các anh chị mà muốn nắm được cái nhóm ngành bất động sản dân cư của chúng ta đã đi như thế nào rồi ấy, thì các anh chị vui lòng xem lại những cái bản tin từ khoảng ngày 20 20 đến khoảng ngày 21 tháng 3 năm 2023 các anh chị lưu ý như vậy. À, thì đối với Shell, ở trong tuần thì xe đã quay trở lại vùng 23 23.5 như dự kiến à, mặc dù đã có những cái tín hiệu kỹ thuật à, à, gọi là phục hồi trở lên đó tăng trở lại nhưng mà tín hiệu đường mát thì nó chưa có à, quay lại pha xu hướng xanh Đấy, các anh chị pha xu hướng xanh chính vậy nên là cái xu hướng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục ở vùng 23.23.5 chúng ta lưu ý và trong trường hợp nếu như thủng vùng 23.5 thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng lấp về cái vùng sâu hơn à, cổ phiếu thứ hai đó là đất xanh thì đối với đất xanh ở trong tuần á tuần trước thì chúng ta có dự báo cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 12 đến vùng 13 À tuần này thì nó tiếp tục bám cái biên này và nó có lún sâu hơn một tí như vậy là cái biên ở đây này, chúng ta sẽ lấy ở vùng 12 12 3 12 5, đó chính là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật tuần tới. Khả năng thì xu hướng của của đất xanh thì tuần tới nó vẫn sẽ phải tiếp tục tích lũy thôi. <laughs> à, em tiếp theo đó là HDG thì uh, trong tuần HDG cũng đã quay về vùng 31.5 đến vùng 32. cây uh, cái nên cái tuần thì hơi xấu nó bị uh, nó bị mất vùng 31.5, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 30.7 trong trường hợp nếu như nó bị mất vùng 30.7 thì chúng ta phải tính ở vùng 29.9 tùy cái tình hình. Đó, khi mà cổ phiếu thủng ở vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ gần nhất và vùng hỗ trợ gần nhất mà bị phá tiếp thì nó lại đi về cái vùng hỗ trợ gần nhất tiếp theo. Đó là quy luật vận hành của cổ phiếu và chúng ta sẽ không thể chống lại được cái quy luật vận hành đó. Nam Long Nam Long thì nhìn chung là nó vẫn đang khá là tích cực Dòng tiền của Nam Long thì đánh đang khá là tốt Về mặt kỹ thuật thì Nam Long cũng đã đạt được những cái target ở hết sức là đẹp đấy Ở quanh vùng 32 Đó, Đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh Và tuần này thì nó chỉnh cung cái điểm chỉnh cung dự kiến kỹ thuật đó nó khoảng quanh vùng 20 hai mấy đây này 28.1 28.5 đến khoảng vùng 29 và tuần này khi mà về đến cái vùng đây các anh chị, đây là cái vùng hỗ trợ thì tuần này nó đã test về khá sát cái vùng hỗ trợ và nó có diện nó có một nhịp và uh, vượt thoát lên. Và cái nhịp vượt thoát này thì nó lại tiếp tục đánh lại vùng 32 và xu hướng thì nó sẽ tiếp tục uh, nhồi lại ở đây. Các anh chị có thể uh, nó có thể nhồi lại vùng 298 299 29, 297 ở đây này. Vùng 30 và tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm một cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta cũng đang lưu tâm đó là hiện tại thì cái tín hiệu đường MACD nó bắt đầu diện nó bắt đầu thu hẹp lại điều này cho thấy là cái động lực của cổ phiếu à, tăng trong ngắn hạn nó đã bị bị giảm tức là cái mô đun mô đun gọi là cái năng lượng các anh chị đó cổ phiếu muốn đi được thì nó phải có cái năng lượng các anh chị hiểu nôm na là như vậy và khi cái năng lượng đó nó bị thu hẹp lại thì à, cái khả năng mà đi đi tiếp hoặc là đi mạnh nó không có và nó sẽ phải nghỉ ngơi lại nó phải chờ đợi lại những cái tín hiệu kỹ thuật à, để tích lũy thêm cổ phiếu nhà tư liêm ở trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng dự kiến 19.2 à, có những cái thời điểm mà ạ nó đã nhún qua cái vùng 19.2 nhưng mà à, sau đó thì cây nến liền sau đó thì nó đều lấy lại được cái vùng 19.2 đồng thời ở nhà tư liêm nó có một cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây này vùng 21.3 đến khoảng vùng 21.5 tuần này thì nó suy sát vùng 21 ở đây phiên ngày hôm nay thì nó nó, nó xấu chung cả thị trường thôi khả năng cái tuần tới thì nó lại tiếp tục uh, kiểm định lại cái vùng 19 uh, 19 năm 19 19.2 đến vùng 19 năm đây sẽ là vùng mà nó sẽ quay trở lại test cung chỉnh nền chờ đợi cái xu hướng của cả cái nhóm ngành bất động sản dân cư <laughs> Khang Điền thì cũng đã bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung thì dự kiến cái điểm chỉnh cung kỹ thuật là quanh vùng 28 thì tuần này các anh chị ở cây đến ngày hôm nay nó về đến 28 và nó rút chân lên điểm rút chân này thì có thể kỳ vọng nó phục hồi về quanh 29 và sau đó nó lại tiếp tục bừa lại cái vùng 28 ở đây và đối với KDH thì chúng ta Uh, lưu ý ở vùng 27.5 đến khoảng vùng 27.8 đó là vùng hỗ trợ. Đạt Phương cũng đã chỉnh cung uh, theo dự kiến và vùng chỉnh cung kỹ thuật của Đạt Phương thì cũng đã phân tích rồi 28 đến khoảng vùng 28.5 trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó về đến uh, cái điểm uh, sâu nhất của nó ở đây là vùng 28.1 các anh chị rút chân lên và có phục hồi lên được quanh vùng 30 và nó lại tiếp tục test lại cái vùng hỗ trợ này. Nhìn về mặt xu hướng thì khả năng ở vùng 28, 28.5 sẽ tiếp tục test cung và uh, tại vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu ở trong tuần tới ngoài ra thì chúng ta có bốn cái mã cổ phiếu mang cái tính đầu cơ ở uh, tương đối là cao à mùng phân tích thêm cho các anh chị cái mã cổ phiếu DG mặc dù DG trong nhịp vừa rồi không phân tích nhưng mà nhịp này thì chúng ta nhìn thấy rằng là DG nó đã cũng cũng đã có một cái nhịp tăng ở uh, tương đối tốt trong tuần thì DG đã chỉnh cung kỹ thuật về 16 16.5 và có lực bật về lại vùng kháng cự 18 và Uh, đây là đang là những cái phiên tích lũy tương đối là uh, tương đối là happy. Như vậy thì tuần tới với những anh chị em mà chúng ta cầm DG thì chúng ta lưu ý ở vùng 10 uh, 16 16.5 và vùng 15.5, nói chung là nó chỉnh cung ở trên vùng 15.5 mà không thủng thì là được. Và 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 trong cái trường hợp đấy thì chúng ta không thể cầm nhưng mà nếu như mà nó xuất hiện một cây nến mà nó đạp gãy ở vùng 15.5 thì đấy là tín hiệu mà các anh chị cũng uh, cân nhắc để chúng ta uh, chốt bớt uh, cái lợi nhuận của chúng ta. L14 L14 thì bây giờ chỉnh cung dự kiến là quanh vùng 50 50.5 và điểm thứ hai là quanh vùng 48 thì trong tuần này thì nó đã có đến 1 2 3 4 cây nến test lại ở quanh vùng 48 Tuy nhiên thì hiện tại thì tín hiệu đường ma CD nó cũng đang bị có một cái tín hiệu suy yếu đây anh chị và thông thường thì khi mà cái tín hiệu đường ma CD suy yếu như vậy thì cổ phiếu nó sẽ khó để mà vượt thoát tăng mạnh và nó xu hướng sẽ tích lũy để nó chờ thời thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định vùng 48 điểm sâu hơn, ở đây chính là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cái nhịp tăng này, đó là vùng 40 uh, 46 46 đến khoảng vùng 46.5. Đó, đây sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái uh, xu hướng của cổ phiếu. Ngoài ra thì chúng ta có bốn con penny gồm gồm có mã cổ phiếu HQC. Thì hiện tại á thì HQC cũng đang ngắm đến cái câu chuyện là sau khi nó break 4 ấy, nó đi về vùng 46 thì cái xu hướng chỉnh cung tích lũy nền thì ở vùng 41 42 và điểm sâu hơn ở 4. Tuần này thì nó đã uh, test tương đối tốt ở cái vùng này. ở vùng hỗ trợ này. Và tuần tới thì khả năng cái xu hướng mà cổ phiếu nó sẽ tiếp tục kiểm định lại. Uh, và nó chờ đợi cái tín hiệu đường MA CD, tức là ví dụ đường MA CD đang đỏ này và nó tích lũy thành công thì nó đường MA CD bắt đầu nó phải xanh trở lại đây đó nó phải xanh trở lại đây và như vậy thì khi mà tín hiệu này xuất hiện cùng với lực đánh của dòng tiền tiếp tục quay trở lại khoảng tầm từ 30 đến khoảng tầm độ 35 triệu 40 triệu cổ phiếu trên một phiên đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị đang cầm chúng ta sẽ cân nhắc để thu con thêm SCR hiện tại cũng đang có một nhịp chỉnh cung thì ở đây chúng ta lưu ý là khi vùng có phân tích thì cái vùng cản 8 này là vùng cản rất là mạnh đó, sau khi mà nó bứt rách được cái vùng 7 đến vùng 7 chấm mấy đến này 7.3 thì nó sẽ hướng đến cản 8 và cái cản 8 này tương đối mạnh và Ờ, chính vì cản mạnh nên là cổ phiếu nó sẽ quay trở lại để nó tích lũy tiếp tục tích lũy ở đây thì nó có uh, vùng hỗ trợ tuần 7 tuần này thì nó đang thử tải vùng 7 và rất may là vùng 7 nó đang giữ được tốt như vậy tuần tới thì nó sẽ tiếp tục thử tải vùng 7 trong trường hợp nếu vùng 7 giữ được và nó bất thoát đi lên như vậy là ổn nhưng trong trường hợp nếu vùng 7 mà bị phá vỡ thì như vậy là chúng ta lại lại ngắm lại về mặt lý thuyết đấy là SR uh, SZR cũng đã phân tích những cái vùng nó rất là sâu SR cũng đã phân tích từ vùng 5.4 5.7 và chúng ta đã có những vị thế ở đây Và sau đó thì tiếp tục là có vị thế Ở vùng 6.3 .6 đến 6.5 à, Chính vậy nên là chúng ta không có lo à, chúng ta có những vị thế thấp thì chúng ta cứ ung dung từ từ và chúng ta chờ đợi xu hướng trong trường hợp nếu về Vùng 6.3 5, 5 ở bên này chúng ta sẽ tiếp tục gom <laughs> LDG thì nó dính án à, các anh chị biết rồi à, thanh tra thanh trẻ gì đó à, Biệt thự à, rồi dự án nó bị xây Uh, tuy nhiên uh, trong thời điểm hiện tại trong tuần thì tạo lập đã đỡ tương đối tốt là uh, LDG. Như vậy thì tuần tuần tiếp theo thì nó sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 4 đến vùng 4.1. Đó, ở cái vùng này trong trường hợp mà nó giữ được như vậy là khá là tốt đó, khá là tích cực thì chúng ta sẽ đánh nhá thêm. Uh, cổ phiếu tiếp theo, MDRH thì uh, con này thì lướt át thôi. Nó lướt át theo cái kiểu gọi là uh, đây ở uh, nó có cái hỗ trợ 4547 thì làm tí và lên đến vùng 5355 thì bán ra. Uh, một cái nhịp đánh này đâu đó khoảng tầm 15 đến 16%. Như vậy là chúng ta cũng uh, lướt ngắn thôi chứ còn DRH để mà đánh dài thì trong thời điểm hiện tại thì cũng cũng chưa có nhìn thấy cái khả năng uh, nó có thể đánh dài. Ở nhóm ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ phân tích uh, sang nhóm thép thì như các anh chị biết rồi, hiện tại thì giá thép thế giới đang rơi tương đối là mạnh và chính vì điều đó nên nó sẽ có những cái tác động tiêu cực lên nhóm thép và nó sẽ hạn chế cái khả năng phục hồi hoặc là tăng mạnh của nhóm cổ phiếu này và xu hướng thì nó sẽ tiếp tục tích lũy để chờ đợi cái xu hướng của giá thép và uh, chờ đợi cái đầu tư công được khơi thông trở lại hiện tại đầu tư công đang bị vướng <laughs> đang bị mắc các anh chị uh, tiền thì có rồi nhưng mà nó mắc các cái chính sách nên nó không giải ngân được và nếu như các anh chị có đọc những cái bài báo thì đầu tàu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư công giải ngân gần như là là bằng không đó trong 4 tháng đầu năm thì như vậy là rất là khó khăn trong cái vấn đề về chính sách anh chị và chúng ta phải chờ đợi thêm những cái cái bộ ngành người ta tháo gỡ những cái chính sách đấy à, Hòa Phát ở đây thì không có gì thay đổi cả vùng 20.4 đến 20.5 ngắn hạn đang là hỗ trợ kỹ thuật của nó và kháng cự ở đây thì có vùng 21 21.5 đó là vùng kháng cự thì tạm thời là cổ phiếu sẽ đi sideways ở trong cái biên này một hoa sen ở đây <laughs> trong tuần thì chúng ta đã có dự báo về khả năng sẽ quay về chỉnh cung ở quanh vùng 15.3 và phiên kết tuần thì nó khá là xấu khi mà nó bị gãy vùng 15.3 với một cây nến bán tương đối là là dài và tín hiệu đường MACD thì tiếp tục gặp xấu chính vậy nên là khả năng thì tuần tới nó sẽ tiếp tục uh, kiểm định lại vùng 15.3 đó, à, xu hướng nó sẽ kiểm định lại vùng 15.3 và trong trường hợp nếu như cái vùng 15.3 này nó bị thủng thì phải tính toán cái vùng sâu sâu hơn ở đây đó là vùng 14 đến khoảng vùng 14.3 ba à, thì với các cái tài khoản mà các anh chị lưu ý được rồi đúng không ạ à, khi mà chúng ta có phân tích cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây của hoa sen ở vùng 16.5 thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh để chúng ta chốt bớt đi rồi về vùng hỗ trợ dưới này thì chúng ta có thể mua ví dụ như trong tuần vừa qua thì chúng ta có thể mua thêm một ít ở vùng 15.3 này thì nó cũng hồi lên được đâu đó 15.7 đó thì chúng ta bán bớt đi. Đó. Nam kim trong tuần có phục hồi có phục hồi lên được vùng 15 và nó không bứt thoát được khỏi cái cái vùng này. Đó, gọi cái vùng vùng chúng ta cũng tạm 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 xem ở đây là một cái biên mà cổ phiếu đi. Đó nó bứt thoát lên được khỏi vùng này thì nó tích cực nhưng mà nó lại cái tuần thì nó lại xuất hiện một cây nến là phá vỡ vùng 4 5 Ừ, chính vậy nên xu hướng à, tuần tới thì nó sẽ tiếp tục à, kiểm tra lại hỗ trợ kỹ thuật 13.4 trong trường hợp thủng 13.4 thì chúng ta phải tính cái điểm sâu sâu xa xa hơn ở đây đó là khoảng vùng 13.3 đến khoảng vùng 3.5 đó thì à, tùy vào cái xu hướng kỹ thuật và hiện tại thì cũng thấy là tín hiệu đường MACD CD đang à, tương đối là xấu và khi mà tín hiệu đường MAC mà đỏ như vậy á, thì à, cổ phiếu nó sẽ à, khó để mà có xu hướng phục hồi VGS thì trong những cái trận đánh vừa qua thì chúng ta đã ăn được rất nhiều nhịp Theo cái hình vòng xin ở vùng 11.5 đến vùng 12, 12.2 Trong tuần này thì nó tiếp tục uh, diện, nó tiếp tục uh, quay về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này Thì khả năng là tuần tới thì nó sẽ tiếp tục test thôi Bởi vì hiện tại là thép thì nó chưa thể bật được đâu đó, Vì giá thép đang giảm, rồi đầu tư công đang mắc Rồi um, ngành vật liệu xây dựng các thứ đó thì nó phải phụ thuộc vào những cái tin tức như vậy Và khi những cái tin tức nó tốt hơn thì như vậy là giá thép mới phục hồi được Và xu hướng thì nó vẫn sẽ tiếp tục tích lý ở nhóm thứ 8 thì chúng sẽ đi phân tích nhóm vật liệu đầu tư công thì đối với vật liệu đầu tư công là chúng ta đã có một cái trend kỹ thuật ăn gọi là ăn tí tã rồi, ăn không còn gì để mà ăn nữa. Đấy phải nói là như thế. Thế thì khi mà ăn tí tã rồi, ăn không còn gì để mà ăn nữa thì bây giờ nó sẽ đánh chúng ta sẽ đánh nhỏ lại đi. Đó đúng không ạ? Vì đây là vùng kháng cự rồi. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đánh nhỏ lại đi. Có chăng thì ví dụ như ngày xưa là chúng ta nắm 100% chẳng hạn thì bây giờ chúng ta chỉ lướt lát khoảng tầm độ 20 đến 30 phần trăm thôi còn 70 đến 80 phần trăm mà chúng ta chốt lại đi để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận thì đấy là cái phương pháp và hiện tại thì gần như KSB uh, KSB nó cũng đã đạt mark target 28 trên 28 và tuần này thì nó bắt đầu có cái dấu hiệu chỉnh cung tín hiệu đường mà ACD bắt đầu có gì có tín hiệu suy yếu từ vùng 28 chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu chỉnh cung uh, khả năng ở đây thì uh, 24.5 tuần tới thì nó phiên uh, tuần này thì nó đã test rồi nhưng mà tuần tới thì nó tiếp tục kiểm định 24.5 điểm uh, sâu hơn <laughs> điểm sâu hơn, đó là vùng 23.5 và đến vùng 23 đó là khả năng kỹ thuật mà uh, cổ phiếu KSB nó sẽ quay trở lại ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Đây anh chị. Uh, 23.5. Uh, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu PLC cũng là ăn gọi là ăn ăn toác cả mồm luôn đúng không ạ? Uh, đạt max target ở quanh vùng 35 trên 35 và sau đó thì <laughs> chúng ta cũng đã có một hai nhịp, hai nhịp. Đây một nhịp. Uh, về đến vùng 31 .5 đến khoảng vùng 32 nó tiếp tục hồi về đến vùng 31.5 đến vùng 32 nó tiếp tục hồi và đây là đây là nhịp thứ ba. Thì nhịp này là có vẻ là hơi hơi đuối rồi đây này. Khi mà ờ à, khi mà tín hiệu đường mà ACD tiếp tục à, có một cái xu hướng chỉnh giảm như thế này thì có nhìn có vẻ là hơi đuối rồi. Cho nên là gì? Tuần tới thì cái xu hướng nó sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 31 31 đến khoảng vùng 32. Ờ à đây 31.5 rồi à như vậy là là 32 thì đương nhiên rồi đó à, đây là 31.5 rồi như vậy là vùng 31 và cái điểm sâu hơn ở đây có thể phải tính toán đến vùng 29 đến vùng 30 tức là chúng ta sẽ sửa lại 29 đến 30 đó à, và các anh chị lưu ý trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị thủng vùng 29 thì chúng ta chốt nha như vậy là quá là ngon lành rồi à, mã cổ phiếu tiếp theo mã cổ phiếu BCC thì đối với BCC ở đây anh chị, ở đây BCC ở đây, như vậy là tuần này tiếp tục chỉnh cung và nó va kháng cự 12. Đó, trong tuần này thì vừa va kháng cự và vừa va hỗ trợ. Đấy, phiên ngày hôm nay thì chạm lại hỗ trợ. Ờ phiên ngày hôm nay thì chạm lại hỗ trợ 11.1 và có kéo lên được vùng 11.2 Tuy nhiên là cái điểm kéo này là không có Happy và tuần tới thì xu hướng ở vùng 10.7 đến 11 nó sẽ tiếp tục uh, test lại cung cầu ở cái vùng này ở uh, ht1 ht1 thì như là cũng bị uh, bị rơi thì uh, đối với ht1 uh, trong cái giai đoạn vừa qua thì nó test khá tốt ở vùng 14.5 nhưng tuần này thì nó bị rơi khỏi vùng 14.5 rồi và nó bắt đầu về vùng 14 và tuần tới thì khả năng À, cái xu hướng nó sẽ về ở vùng 13.7 để nó kiểm tra cung cầu trong trường hợp nếu mà bị rơi về vùng 13.7, 13.7 mà nó không giữ được thì như vậy ấy, là chúng ta lại phải tính toán, ra phải tính toán đây vùng 12.7 đến vùng 13 và trong trường hợp các anh chị lưu ý nếu như mà à, em này mà bị mất ở vùng 12.7 đây thì đấy là dấu hiệu kết thúc của cái hành trình nhóm à, vật liệu đầu tư công và đấy là cái thời điểm mà các anh chị cũng phải à, tính toán để chúng ta chốt rồi uh, nhóm ngành thứ 9 là nhóm ngành đầu tư công chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VCG VCG cũng khá là là đuối Trong tuần thì nó đã sau khi mà nó chạm về cái vùng hỗ trợ 19.4 nó có điểm phục hồi Nên điểm phục hồi này thì nó không thể vượt loạt vượt vượt thoát lại cái kênh xu hướng Chính vậy nên nó lại tiếp tục quay về chỉnh giảm uh, Nhìn đường mát khá là yếu và tuần tới thì chắc chắn rồi ở uh, 19 sẽ tiếp tục kiểm tra trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 19 thì chúng ta phải tính toán ở cái điểm hỗ trợ sâu hơn Đó là uh, vùng uh, đó là vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 17 chấm mấy này 17.8 đến khoảng vùng 18 à, cổ phiếu FCN thì ở đây à, trong tuần khi mà nó chạm về vùng 11 11 2 khá tốt bật lên vùng 12 à, Tuy nhiên là cây nến liền sau đó thì nó lại bị mất vùng 11.75 và chính bị mất như vậy nên là phiên kết tuần thì cái tín hiệu của đường của cổ phiếu FCN tương đối xấu Ờ, tuần tới sẽ kiểm tra lại vùng 11 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.7. À, xu hướng nó sẽ đi về về cái điểm hỗ trợ này. 15 17. À, cổ phiếu C4G, C4G trong tuần cũng đã phục hồi khá là tốt, có một điểm bắn lên vùng 12.5. Sau khi mà nó uh, chạm vùng hỗ trợ 11 5 11 7 ở đây và cái tuần thì nhìn lại bị đuối rồi. Đó. chính vì đuối nên là tuần tới thì lại 11 năm, 11 7 và chờ thêm xu hướng ở vùng này. G36 G36 7 kháng cự và xu hướng sẽ quay trở lại vùng 6365 Nói chung là quay trở về chỉnh cung LCG trong ngắn hạn thì cũng đang Gọi là đi qua đi lại ở khoảng quanh vùng 12.5 và hiện tại thì cũng chưa có động lực để bứt phá. tín hiệu đường MACD thì các anh chị nhìn thấy đây nhá. Chúng ta nhìn này. Từ cái khoảng ngày 27 cho đến thời điểm hiện tại. Đó, từ 27 tháng 3 cho đến 27 tháng 4, 21 tháng 4. Thì tín hiệu đường MACD là gì ạ? Các anh chị nhìn thấy ạ, MACD đỏ. Và chính vì MACD đỏ nên cổ phiếu này nó cứ đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang, ngang. Tinh lũy hoài ta. Đó thì khi mà cái tín hiệu đường mát mà như vậy nó báo hiệu cho chúng ta một cái gì thứ nhất là cái năng lượng của cổ phiếu nó bị hụt hơi và nó cứ đi như vậy thôi trong trường hợp mà nó tích, tích lũy thì nó tiếp tục tích lũy đó và đối với 10 uh, lcg 11.2 15 11.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự đây thì vẫn như vậy thôi và khả năng thì uh, cái xu hướng uh, trong ngắn hạn thì nó cứ đi như vậy uh, nó đi như vậy sau đó thì nó sẽ phát đi tín hiệu các anh chị nha tức là một á là nó sẽ bứt cản trên đó, nếu tín hiệu giải ngân đầu tư công ở mầm á, thì nó bứt cản trên còn nếu mà nó đi vào bế tắc á, thì nó bứt cản dưới và các anh chị hiểu rồi bứt cản trên thì chúng ta làm gì và bứt cản dưới chúng ta làm gì và chúng ta không chống lại được cái xu hướng cổ phiếu đâu không anh chị chúng ta cứ 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 bán theo đó hiện tại thì vẫn đang tiếp tục bán theo dõi theo nhưng mà sẽ đến một cái thời điểm nào đó cuối con đường thì nó sẽ uh, cho chúng ta chỉ dẫn á, chỉ dẫn để nó đi tiếp nó không thể đi ngang mãi như thế này được đấy là cái cái cách vận hành của cổ phiếu Ừ, rồi, nhóm ngành thứ 10, chúng ta đi phân tích đó là nhóm ngành dầu khí. Thì uh, hiện tại thì uh, giá dầu cũng đang rơi khá là mạnh anh chị. Giá dầu đang rơi khá là là kinh. Uh, như vậy là nó cũng không thể vượt thoát được cái cản 82.3, vùng cản 82.3 nó quay trở lại test cung ở vùng 80. Thủng vùng 80 sau đó nó tiếp tục thủng vùng 78, thủng vùng 78 thì nó sẽ phải đi về khả năng ở khoảng quanh vùng 75 đến khoảng vùng 76. Đó là dự kiến là như vậy tức là nó sẽ tích lũy lại vùng này à, sau khi tích lũy lại vùng này rồi à, nó có phục hồi hoặc là như thế nào đó nó sẽ đi ngang đi ngửa đây để nó xây xây nền thì đấy là dự báo về giá dầu thì khi mà giá dầu như vậy á, thì nó cũng sẽ có những cái tác động đến nhóm P đúng không ạ P sẽ tiếp tục tích lũy PLX PLX dự kiến vùng 35.5 vùng 34 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và khả năng nhịp này có thể hồi về vùng 38 rồi nó lại đạp, đây các anh chị, đây là kháng cự này Thì uh, tạm thời như vậy thôi Bởi vì ở đây là uh, PLX thì chúng ta cũng đã phân tích được Một cái target kỹ thuật rất là tốt ở đây rồi Ở vùng 40 Và nó đã hoàn thành mắc target 40 trên 40 Ở trong cái phiên giao dịch của ngày 20 tháng 3 Và sau đó chỉnh cung Đây đang là những cái nhịp sóng hồi thôi Đó, nó đi những cái nhịp sóng hồi như vậy Và khả năng khi mà nó bị uh, uh, Nó chạm phải những cái đường 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 cản xu hướng ở đây Thì nó lại uh, tiếp tục nó va lại hỗ trợ Và đi như vậy cho đến khi mà chúng ta sẽ có thêm những cái chỉ dẫn kỹ thuật tiếp theo ở PVS trong tuần thì có hai vùng chỉnh cung, một là 25.5 và điểm thứ hai là vùng 25 cây nền kết tuần thì gần như nó tương đối là xấu và các anh chị nhìn thấy rằng là bắt đầu từ tuần này thì tín hiệu đường MACD bắt đầu có cái tín hiệu suy yếu chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ đi vào một cái nhịp chỉnh giảm ở sát xuất khả năng tuần tới nó sẽ va lại vùng 24, 24.3 và trong trường hợp sâu hơn thì chúng ta sẽ tính ở đây thì như 23.5 này Đó thì cứ về đến cái hỗ trợ này đã để chúng ta phân tích tiếp. Cứ bình tĩnh từ từ, nó không gì phải vội. Uh, PPD PVD ở đây là vùng 198 đến vùng 20, như vậy là tuần tới uh, sẽ tiếp tục uh, xu hướng quay về vùng uh, hỗ trợ cái tuần này. cổ phiếu BSR vùng cản ở đây. Đấy các anh chị, vùng 167 đến vùng 17 và như vậy là nó cũng đã không thể vượt thoát qua trạm cản và sẽ quay lại test thì vùng test kỹ thuật ở đây 158 đến 16 phiên cái tuần bị gãy vùng 158. Như vậy thì tuần tới trong trường hợp nếu như phiên ngày thứ hai mà nó lấy lại được vùng 158 đến 16 thì có khả năng phục hồi nhưng mà nó tiếp tục bị mất. À, nó bị mất thì như vậy là cái xu hướng nó sẽ đi về vùng 15 152 154 và hiện tại ở đây thì tín hiệu đường mát nó đang bắt đầu có cái sự suy yếu. Đó là vấn đề lưu tâm tức là tuần này nó bắt đầu phát sinh cái tín hiệu uh, kỹ thuật như vậy uh, đối với oi ở đây đã có dự báo chỉnh cung ở vùng 9.2 trong trường hợp thủng 9.2 thì nó sẽ hướng về vùng 8.9 uh, tuần này thì hai lần về 8.9 và đang đóng cửa ở vùng 9.1 nhìn chung á, thì uh, <laughs> ở đây này thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, kiểm định uh, đánh giá lại vùng 8.9 ở uh, trong trường hợp bị thủng như vậy nếu mà trường hợp bị thủng đây các anh chị sau một đoạn giai đoạn này đấy nó 8.9 này nó bị thủng á thì ở đây này có vùng 86 sâu hơn thì vùng 83 85 đó là những cái vùng mà chúng ta cần phải tính toán với xu hướng chung của thị trường hiện tại rồi nhóm ngành thứ 11 chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm ngành thứ 12 chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán thì đối với banh là chúng ta có phân thành ba loại loại thứ nhất đó là đã tăng từ 13 tháng 10 Tức là loại này là chúng ta phân tích sóng tăng từ vùng 13 tháng 10. Thì đến thời điểm hiện tại là nó sideways đi ngang. Cùng lắm thì nó có cái nhịp ban bật ở trong một cái biên hẹp. Thì đối với cái con banh ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật là 85. <laughs> vùng kháng cự ở đây là vùng 92. Thì tạm thời là nó sẽ khả năng là nó sẽ đi ban bật ở trong ở trong cái biên này. Nó giữ được vùng 85 là tốt nhưng mà trong trường hợp nếu như nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc và nó gãy vùng 85 và sau đó các anh chị lưu ý này. À, chúng ta phân tích trên chặt ngày thì chúng ta sẽ cần đến xác nhận, tức là cây nến thứ nhất là cây nến bị gãy vùng 85 thì cần cây nến xác nhận thứ hai là xem nó có lấy lại vùng 85 hay không. Đó chứ không phải là khi mà gãy 85 thì nó sẽ cần cây nến phía sau đó để chúng ta xem, chứ không phải là gãy 85 là xấu. Đó dụ trong trường hợp gãy 85 nhưng mà cây cây nến tiếp theo đó thì nó lại xanh vượt lên trên như này, ví dụ như vậy. anh chị. Đó nó xanh vượt như này thì cái tín hiệu đấy nó lại ok. Đó. Đấy, nó lại không vấn đề gì cả. Đó thì chúng ta sẽ chờ thêm À, cổ phiếu thứ hai nữa là Công Thương CTG cũng đã tăng khá là tốt rồi các anh chị và bây giờ đây các anh chị nhìn thấy ạ. Đó, nó đạt max target là 30.5, 30. Và bây giờ nó bắt đầu đi ngang, đi ngửa. Đó, tuần này thì nó đi khá tốt ở biên này này, 29 này. Kết tuần thì nó đang về lại vùng 283, 285. Khả năng tuần tới thì nó sẽ đi về quanh vùng 28. Bởi vì tín hiệu đường max mà nó đang 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 đâm xuống như này thì phần đa là tích lũy STB hiện tại cũng như vậy thôi, nó đã tăng tốt rồi. À, tuần tới thì khả năng tiếp tục kiểm định lại vùng 25 25.3. Trong trường hợp thủng 25 thì chúng ta phải tính toán ở cái vùng sâu hơn ở vùng 24 24.3. À, Liên Việt Postbank cũng đã tăng tốt rồi và à, và và bây giờ nó cũng bắt đầu có cái sự chỉnh giảm. Ờ à, chỉnh giảm nhịp bột nó sẽ về vùng 14.4, thủng vùng đó thì nó sẽ tiếp tục về 13.5 đến vùng 13.7. À, về mặt xu hướng thì tuần tới nó tiếp tục kiểm định ở vùng này trong trường hợp thủng 23.5 thì các anh chị nên chốt bớt nữa, hoặc là chốt hết tùy các anh chị. Ở nhóm thứ hai là nhóm vừa tăng xong, đấy, gồm có VBank, đó, vừa tăng. Thì Vivanh cũng đã ở đây các anh chị này, ở vùng kháng cự của nó rất là mạnh đây và nó bắt đầu chỉnh cung. Đó chỉnh thì nhịp một là nó sẽ chỉnh về vùng 20.5, 20.7, thủng cái vùng đó thì nó sẽ chỉnh về vùng 20 và vùng 20 chính thức xác nhận bị mất thì nó sẽ đi về vùng 19 đến vùng 19.1 và vùng 19 19.1. Trong trường hợp nếu như mà nó tích lũy thành công thì nó ok, nhưng trong trường hợp nếu mà nó tích lũy bị gãy thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán tiếp ở vùng 18 đến 18.5 đến 18.7. Cổ phiếu thứ hai trong cái nhóm này đó là MBP, nó cũng vừa tăng và MBP thì cũng đã đạt được mắc cái target ở vùng 18.9 đến vùng 19 nó bắt đầu chỉnh cung nó test lại. Đấy tuần trước thì nó sẽ bắt đầu nó test lại vùng 18.3 tuần này thì có nhô lên 18.3 nhưng mà nhô không thành và lực cầu nó thấp như thế này thì khó lắm đồng thời với tín hiệu đường mà ACD ở trong tuần này thì bắt đầu có sự suy yếu chính quyền đến cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang ở biên 17 8 đến 18 ở trong tuần tới cổ phiếu tiếp theo là tâm nhóm này à, nhóm này hết rồi còn nhóm thứ ba là cái nhóm cổ phiếu mà đang kỳ vọng tăng thì có mã cổ phiếu TP Thế bà anh hiện tại ở phiên ngày hôm nay uh, Vượt lại vùng 23 nhưng mà vượt không thành Thì ngắn hạn chúng ta có vùng 22.2 Vùng wow, 22.2 là vùng hỗ trợ anh chị Nó sẽ có thể sẽ quay lại test ở đây và nó sẽ tiếp tục ngắm cản thôi uh, Cản ngắn hạn ở đây là vùng 23 23.5 Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu SHB Thì SHB trong nhịp vừa rồi thì nó cũng đã đánh khá là tốt Sau khi mà đạt được target 12 thì nó sẽ chỉnh cung Điểm chỉnh 1 là 11.7 thất bại thì nó sẽ về đến điểm chỉnh 2 là 11.4 Và kết tuần này thì tín hiệu 11.4 cũng bị thất bại Và đường mát cắm đầu Nên tuần tới thì nó sẽ tiếp tục về đến vùng hỗ trợ tiếp theo đó là vùng 11 Trong trường hợp nếu 11 mà bị phá thì chúng ta phải tính toán ở 16 đến khoảng vùng 18 của SHB Đó là cái vùng mà chúng ta cần phải tính toán Cổ phiếu VIP, VIP cũng đang bị táng tương đối là mạnh cái tuần VIP bị mất vùng 20.5 là tương đối xấu và tín hiệu đường MAC thì cũng đang bị đâm đầu. Chính vậy nên là tuần tới ở đây VIP sẽ hướng lại về vùng 198, còn trong trường hợp cá biệt sâu hơn thì vẫn phải tính toán ở vùng 19 đến vùng 19.3, 19.5. Bởi vì khi mà cổ phiếu mà nó bắt đầu nó chỉnh cung các anh chị thì chúng ta sẽ không thể mà hãm nó được đâu và nó chỉ có thể dừng rơi khi nào mà nó thỏa mãn được một số các cái tiêu chí. Uh, về điều kiện về uh, tín hiệu dòng tiền Rồi vân 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 Nhiều nhiều cái tín hiệu lắm Thì tại cái thời điểm nào mà Cổ phiếu ngừng rơi Hoặc là dự kiến có thể phục hồi quay trở lại Thì khi đó chúng ta sẽ phải đi phân tích tiếp Tiếp theo Chúng ta phân tích nhóm ngành 12 Đó là nhóm ngành chứng khoán Thì uh, hiện tại thì chứng khoán Nó vẫn đang là một cái nhóm ngành Có thể gọi là tốt nhất Và nó đang giúp uh, Đỡ cho thị trường uh, rất nhiều Đặc biệt trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở nhóm chứng nhóm chứng khoán đã có cái sự phục hồi khá là tốt tuy nhiên là kết phiên thì nó cũng không giữ được cái mức cao nhất ở trong phiên rồi thì đối với VCI ở đây này VCI ở đây có vùng chỉnh cung kỹ thuật 31.5 thì Hùng đã phân tích hiện trong tuần cũ và tuần này thì tiếp tục ngắm đến vùng 30.5 và đây cái đến ngày thứ hai thì các anh chị nhìn thấy đây ở về đến 30.5 nó bắt đầu bật lên và nó có một cái nhịp tăng thì như vậy á là đây hiện tại đang là một cái nhịp phục hồi ngắn hạn để giúp cho tín hiệu đường MACD đang đỏ bắt đầu nó có thể nó sẽ đi ngang. Rồi nó chuyển xanh hay như nào đó thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm cái tín hiệu kỹ thuật. À, về mặt xu hướng thì tuần tới thì khả năng là 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 VCI sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 31 đến khoảng vùng 31.5. Vùng này thì nó sẽ tiếp tục kiểm định. À, không thủng vùng 31 không thủng vùng 30.5 thì đấy là tín hiệu kỹ thuật tốt, còn trong trường hợp thủng vùng 30.5 thì đấy cũng sẽ là một cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta đáng lưu tâm và hiện tại thì như vậy á thì nhóm ngành chứng khoán đang tạo ra một cái phân kỳ giảm trong ngắn hạn và nó cần phải break qua được những cái cản này. Ví dụ như uh, VCI nó cần phải break được cái cản 32.5 đến khoảng vùng 33, ví dụ như vậy. Đó, rồi chúng ta sẽ phân tích sang mã cổ phiếu SSI thì chúng ta cũng sẽ nắm được. <laughs> thì đối với SSI, như vậy là trong tuần này thì cũng có đề cập đến cái vùng 21 ở đây và có đến tận uh, cái nến này là sát nhất này Tức là nó về đến vùng 21.1 Và phiên ngày hôm nay thì uh, Nó gọi là nó động binh uh, Tuy nhiên là nó cũng động binh không thành Bởi vì là đám cửa không được ở vùng cao nhất Và nó không vượt thoát được uh, Cái vùng giá kỹ thuật ở vùng 22 Và như vậy á Thì uh, vô hình dung Trong tuần tới thì hoàn toàn tương tự như vậy Đây là một cái phân kỳ giảm Trong ngắn hạn của cổ phiếu SSI Và nó cần phải vượt thoát qua được Cái vùng 22.3 đến khoảng vùng 22.5 ở đây đó thì như vậy là chúng ta mới có thể uh, tính toán được một cái đó, Và khi nó va lại cái cản này nó rất là vất vả đấy các anh chị nhé chứ không đơn giản đâu nhìn như vậy thôi Nhưng mà nó sẽ rất là vất vả đó thì, Và đồng thời chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu uh, giảm tiền uh, Nhìn về mặt xu hướng thì khả năng tuần tới thôi nó vẫn tiếp tục uh, kiểm tra lại vùng hai. 2, 2. Cổ phiếu HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy HCM ở đây cũng hoàn toàn tương tự như vậy Trong tuần thì cũng có dự kiến về cái vùng chỉnh cung kỹ thuật nó sẽ test lại vùng 25.3 Uh, 25.3 thì nó chạm về vùng 25.3 và nó có gì có cái điểm vượt thoát lên ở vùng 26.5 và hai cây nến ngày hôm nay thì nó cũng tiếp tục diện uh, test lại vùng 25.25.3 và tiếp tục đẩy lên Tuy nhiên lực đẩy này cũng không thành uh, nhìn trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì cả năm tuần tới uh, nó vẫn sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 25 mấy thời gian này 20 25 253 À, rồi và sau đó thì nó sẽ có thêm những cái điểm đẩy và những cái điểm đẩy đó thì nó sẽ va lại những cái vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu ở đây và cổ phiếu cần phải cần phải vượt qua được thì khi đó thì chúng ta mới tính toán tiếp được cái xu hướng phục hồi à, tiếp theo là cổ phiếu VND VND ngắn hạn ở đây chúng ta xem nào trong tuần ở trong tuần thì chúng ta cũng dự kiến test lại vùng 14.7 và nó phiên ngày thứ hai thì nó test đúng 14.7 có lực hồi Uh, tuy nhiên lực hồi không đủ mạnh và đây nó sẽ có một cái cản ở đây là vùng 15.5 khả năng cái gặp cản này thì nó sẽ bị dội lại như vậy tuần tới thì khả năng sẽ tiếp tục uh, Kiểm định lại ở vùng 14.7 Để đánh giá tiếp uh, Tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu MBS <laughs> MBS thì khá là tốt uh, Tốt đấy Thì uh, trong tuần thì MBS cũng đã có một cái điểm chỉnh ngũ kỹ thuật Theo dự kiến là chúng ta sẽ dự báo là test lại vùng 16 và rất may thì ở vùng 16 này thì cổ phiếu diện đã không bị phá vỡ cái vùng 16 và sau đó nó có một tín hiệu phục hồi lực cầu phiên ngày hôm nay thì quá là đẹp luôn 8 triệu cổ phiếu như vậy là cực mạnh à, khả năng thì tuần tới nó sẽ ngắm lại vùng 18 18.5 à, về đến vùng này thì phân tích tiếp và khả năng sẽ có cái sự rung lắc mạnh ở vùng đó SBS hiện tại thì vẫn đang giữ khá là tốt cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở vùng 5.8 mặc dù trong tuần thì nó đã có những cái điểm nó test lại Nên này vùng 5.7 Uh, tuy nhiên về cơ bản là vùng 5.8 vẫn giữ được và phiên ngày hôm nay cá biệt có lúc còn uh, còn chạm lại vùng cản 6.3 như vậy thì khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục uh, kiểm định lại cái cản uh, kiểm định lại cái hỗ trợ kỹ thuật 5.6 đến 5.7 đây uh, trong trường hợp không thủng thì chúng ta cứ cầm bởi vì tín hiệu dòng tiền hôm nay thì nó đánh cũng đang tương đối là tốt khoảng tầm sáu triệu cổ phiếu trên một phiên cổ phiếu VIX <laughs> Đó, VX thì dự kiến là nó sẽ test lại ở vùng 7.45 và phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó mút mát uh, ở vùng 7.5, có phục hồi và nó tiếp tục đi lại cái vùng cản 7.9 đến vùng 8 ở đây và phiên ngày hôm nay thì nó cũng không vượt thoát được vùng 8 như vậy. Tuần tới thì nó tiếp tục quay lại vùng 7.6 điểm sâu hơn mà chúng ta phải tính toán là vùng 7.45 đến vùng 7.5 tức là xu hướng sẽ test lại hai đáy gọi là mô hình v đó đó anh chị. Thì cái mô hình v là các anh chị hiểu rồi. Uh, đầu tiên là nó test lại vùng một này và sau đó nó diện nó có một cái lực uh, phục hồi một và sau cái lực phục hồi một đó đó thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu tiếp tục quay lại test hai và test hai thành công thì nó kéo ở bên này thì đấy gọi là mô hình với kép ở đây thì chúng ta có thể là chờ đợi cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 7.45 đến uh, 7.5 trong tuần tới uh, agr agr thì cũng đã có phân tích uh, con em này rồi con em này thật là kinh khủng đúng các anh chị siêu uh, sóng agr khả năng sẽ bước vào một cái nhịp siêu sóng ở đây rồi và đúng theo cái kịch bản phân tích này thì rất là tuyệt vời luôn các anh chị Trong tuần vừa qua thì gần như AGR nó cũng chỉ quay trở lại ở vùng 9.3, 9 năm thôi Và sau đó thì nó tiếp tục vượt thoát ở vùng 10 và hai cây nến trần, trần kịch trần luôn Và phiên ngày hôm nay thì nó chính thức là vượt thoát vùng cản cuối cùng là vùng 11.2 Thì quay sang ở bên này thì đấy các anh chị quay sang cái chặt tuần ở đây thì đó thì cũng đã có phân tích rồi sau một cái giai đoạn tích lũy ở vùng 7.3 đến vùng 8.1 và tuần này là một cái tuần mà gần như là cổ phiếu sừng sững đi lên và nó vượt thoát cái vùng 10 ở đây rất là đẹp như vậy thì AGR khả năng nhịp này nó 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 vào siêu sóng rồi và khi nó vào siêu sóng thì cứ bình tĩnh từ từ các anh chị cứ cầm thêm và điểm một thì ngắm ở vùng 13.3 khả năng sẽ kéo về đây và sau đó thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật có thể là nó sẽ kéo lên vùng 13.5, 13.3 đến khoảng vùng 15 và sau đó thì nó bắt đầu sẽ nó nó có một nhịp chỉnh cung ở đây, lắc xong cái nhịp này thì lúc đó khả năng nó mới vào những cái nhịp mà sóng tăng tiếp theo và nhịp này thì cũng để ý thấy là một số các cái mã cổ phiếu PEN của thằng 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 thằng, thằng, thằng chứng khoán đó các chị, đó nó đang khá là tốt, Khá tốt ví dụ AS này, AS AS cũng như vậy, đó AS nhìn nhá Thằng AS này ấy, lúc nó đánh cũng phê tê phê luôn đó các anh chị nhá. Đó nó đánh cũng từ đây. Từ 5 đi mà nó đánh lên 35. Wow. 5630, thôi chúng ta tính khoảng 30 thôi các anh chị, 5630 thôi. Đấy. Thì cái nhịp này ấy, cái nhịp này cái thằng AS này nó cũng đang 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 đó. Đấy và cái nhịp này thì cũng đang nhìn thấy là khả năng là mấy cái thằng mà mang cái tính gọi là đầu cơ cao rồi mấy cái thằng mà pen pen nữa này là nó của thằng thằng chứng khoán ấy một số các mã cổ phiếu khác cũng đang có những cái dấu hiệu tích lũy rất là ok chúng ta xem con APG thế nào APG mãi chưa bứt được APG chưa bứt được nó gặp cái vùng cản bảy này tương đối là mạnh đó một số các cái mã cổ phiếu rồi mã gì nữa nhỉ IVS à? IVS hình như là con này nữa này. đó đấy con ivs này cũng thế này đấy, hiện tại nếu mà nhìn cái cách nó đánh cũng, cũng tương phết đấy từ vùng năm mà cũng lên 20 thì hiện tại ở đây cũng là vùng năm đấy chúng ta này vùng năm này tức là hiện tại một số các cái đó một số các cái con pen của ngành chứng khoán năm lên 20 này nó chỉnh này nó đạp này thì đâu đó là nhịp này chúng ta kỳ vọng lên 10 đã rồi sau đó nó chỉnh một nhẹ nhàng ở đây rồi có thể kéo lên vùng 15 rồi nó chỉnh nhẹ nhàng đây rồi nó kéo lên vùng 20 đấy là cái cách đi trong tương lai tất nhiên là cái cái này thì chúng ta dự báo thôi và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là ở vùng 5 à, vùng 5 đến khoảng vùng 5 chấm đây phiên ngày hôm nay là nó test ở đâu này 5.5 đó thì cái thằng, thằng 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 này á, thằng này ví dụ đây các anh chị nhìn sơ sơ tí đây thôi đó vùng 5.5 đến khoảng vùng 5 7 ví dụ như thế à, tuần tới nếu mà nó chỉnh lác lát thì cứ nhặt nhặt từ từ đó và cái thằng thằng này là cái lực cầu nó cũng bắt đầu anh em nó cũng bắt đầu hò dô ta rồi đấy nhìn có vẻ cũng bắt đầu ổn ổn rồi đó và khi nó vào cầu thì cái thằng này nó đánh cũng khá là khá là kinh khủng đó. hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán là nó có một số các cái mã cổ phiếu mà 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 kiểu chưa chạy ở trong cái nhịp vừa rồi ấy, thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok rồi à, như vậy là cổ phiếu tuần thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ bắt đầu đi nói về chỉ số vn index ở trong tuần vừa qua thì ở đây bản tin tuần video số 173 bảy à, 73 à, cách đây năm ngày thì chúng ta nói về những cái gì thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường à, bộ ba tham số chung của thị trường thì cũng có nói đến cái câu chuyện là trên góc độ về mặt kỹ thuật là khi mà index bị mất ở vùng 1057 sau đó mất 101055 là xấu và cái tín hiệu thì khả năng là index sẽ quay trở lại về vùng 1040 đến khoảng quanh vùng 1045 thì chúng ta nhìn lại đây, chúng ta nhìn lại index tuần ở trong cái tuần vừa qua Ta sẽ sâu sâu nhỏ nhỏ lại này Thì về mặt kỹ thuật ở trong tuần trước Về mặt lý thuyết là index của chúng ta bị mất, bị phá vỡ Khi mà index của chúng ta bị phá vỡ cái vùng 1057 đến vùng 1060 Là cái điểm xấu thứ nhất và sau đó thì nó tiếp tục bị phá vỡ cái vùng 1055 Thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật không thực sự tích cực của thị trường và khi mà nó bị phá vỡ như vậy thì cái điểm đầu tiên mà index nó sẽ quay về đó là vùng 1050. Sau khi mà quay về 1050 á, thì nó sẽ hồi phục lên và nó sẽ chạm lại cái vùng 1055. Thì trước đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì sau khi mà nó bị rơi xuống thì nó lại trở thành cái vùng cản ở đây các anh chị. Các anh chị nhìn thấy đây, nó trở thành vùng cản. Và thêm một lần nữa thì index bị mất ở vùng 1050 đúng không ạ? Và khi bị mất một vùng 050 thì như vậy là index của chúng ta sẽ có xu hướng quay trở về vùng 1040, 1045 để tích lũy trở lại và chúng ta nhìn thấy là index uh, tuần đóng cửa ở vùng 1043 điểm như vậy là cái biên 1042 một kho, à, 1040 1040 là cuối tuần thì như vậy là index đã quay trở về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và chúng ta đã thấy rằng là một tuần mà gần như index của chúng ta tương đối khó khăn và chúng ta không có bất kể một cái lực long nào đáng kể để giúp chuyện đấy vượt thoát và quay trở lại cái câu chuyện về index thì chúng ta sẽ nhìn lại ở trên cái chạc kỹ thuật ngày À, tại sao chúng ta lại nói như vậy để chúng ta liên hệ luôn thì trên trạng kỹ thuật ngày là tại cái thời điểm đây các anh chị tại cái thời điểm mà phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì sau một cây nến đạp mạnh của ngày thứ sáu đây thì cái gì ạ? nó xuất hiện hai cây nến doji rất là đẹp rất là đẹp ở đây thì tại cái thời điểm mà đó thì tại cái thời điểm mà khi mà index của chúng ta bắt đầu lấy lại được vùng 1055 á thì chúng bắt đầu dự uh, sự báo tức là chúng ta ra một tin video 173 cộng thì như vậy là sau hai cây nến doji này thì nó sẽ cần một cây nến hammer cái chị biết rồi đúng không ạ nó sẽ cần một cây nến hammer và cái nến hammer đó nó cần phải lấy lại được cái vùng 1055 và sau đó nó cần phải lấy lại được vùng 1060 thì sau hai cái nến doji này thì chúng ta cần một cây hammer để chúng ta diện xác nhận cái xu hướng dòng tiền và xác nhận cái sự diện cái sự phục hồi của thị trường đó nó cần phải có một cây nến như thế này Uh, thì cái nến này nó đã không xuất hiện ở trong phiên giao dịch của ngày thứ tư các anh chị uh, trong phiên ngày thứ tư thì cái điểm cao nhất của index là lên được vùng 1058 1058 và nó không giữ được nó không giữ được cái vùng 1058 để nó vứt bứt thoát đi lên ở vùng 1060 chính vậy nên nó bị uh, thất bại cái vùng này và khi nó bị thất bại vùng này thì nó lại có gì nó sẽ bắt buộc là nó sẽ quay trở lại test lại cái vùng 1048 đến 1050 đó, tám đến vùng 1050 thì bản chất trong phiên giao dịch ngày thứ tư thì nó vẫn giữ được cái vùng tám và đến phiên ngày thứ năm thì nó lại tiếp tục hình thành một cây nến doji và và nến đóng cửa thì vẫn ở 1048 đến 1050 nhưng đến cây nến kết tuần thì gần như hỏng cây nến này thì hỏng rồi đó cây nến này thì gần như hỏng rồi các anh chị đó tức là chúng ta cần những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận nhưng mà tín hiệu đó nó đã không có và chính vì vậy nên đó là cái hậu quả của cái câu chuyện là khi nó không xác nhận được cái dòng tiền đánh break lên. Đó và cái tín hiệu đường ma sẽ đi. Nó không chuyển pha được xu hướng. Nó không chuyển pha được xu hướng và nó vẫn gì? Nó vẫn đang đỏ. Ở đây thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm. Như vậy thì index của chúng ta tuần tới thì cái đương nhiên cái biên 1040 thì chúng ta không phải nói làm gì nữa, 1040 đến 1042 thì đương nhiên là nó sẽ cày bừa thêm ở vùng này. Nhưng nhưng chúng ta cần phải tính toán một cái, cái bản nó xấu hơn ở trên chạc cái tuần ngày đó là trong trường hợp nếu như mà index của chúng ta bị phá vỡ đó có thể là sau một cây nến này thì nó lại xuất hiện một cây doji đó nó có thể nó sẽ xuất hiện một cái cây doji ở đây rồi sau một cái cây doji đó rồi nó sẽ cần phải có một cái xu hướng về dòng tiền ví dụ trong trường hợp nếu index của chúng ta vượt thoát lại được ở đây thì có xuất hiện một cây nến xanh hùng nói như vậy đó tạm thời như vậy đi thì như vậy là chúng ta tạm yên tâm như vậy là nó cũng là cái kịch bản ở trên này đó Ok, nhưng trong trường hợp sau một cây Doji ở đây mà nó lại xuất hiện một cây nến đỏ như thế này Thì như vậy là chúng ta cần phải tính toán rồi Chắc chắn lúc đó thì index sẽ quay trở lại về vùng 1028 đến 1033-1030 Thì đấy là uh, cái xu hướng của chỉ số index ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo Các anh chị lưu ý uh, Còn đối với chỉ số VN30 ở đây Thì cũng có nói đến là cái khả năng là tiếp tục là quay trở lại vùng 1061 đến khoảng vùng 1063 Và sâu hơn thì chúng ta sẽ tính toán lên đến vùng 1052 Đây các anh chị thì chúng ta sẽ nhìn về tổng quan của chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua. Thì ngay lập tức là trong phiên giao dịch của ngày gần như là một phiên, hai phiên, ba phiên. Ba phiên thì VN30 của chúng ta cứ nhập nhằng ở vùng 1061 ở đây. Đấy, 1061 đẩy lên, 1061 đẩy lên, 1061 đẩy lên. 1061 và đến tận phiên ngày 19 thì khi mà nó bị mất một cùng 1061 ở đây. Đó. Khi bị mất ở 1061 thì nó sẽ đi về ở biên tiếp theo đó là 1052 1052 mà bị mất á, Thì nó sẽ đi về biên 1050 và Sâu xa hơn thì sẽ ở 1040 đến khoảng vùng 1013 Đó Và trong tuần thì cũng đã phải điều chỉnh đây 1040 các anh chị Trong cái bản tin Cách đây hai ngày Ví dụ như vậy ở Nhìn về chỉ số phái sinh Đó Đây này 21 giờ ngày 19 tháng 4, cách đây hai ngày, thì nhìn về chỉ số phá sinh là chúng ta đã phải điều chỉnh cái kịch bản về vùng 1040 đến 1045 rồi, đó. Và chỉ số vn30 cũng như vậy, đó. Vn30 cũng như vậy. Khi mà uh, nó bị suy yếu như vậy, thì cái xu hướng là nó sẽ phải quay trở lại về vùng 1040, 1043 và 1045. Và chúng ta nhìn lại chỉ số phá sinh ở đây thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Đó, đầu tiên là nó sẽ đi về vùng 1061 đến khoảng vùng 1063. Và đây, đến cái thời điểm mà khi mà chỉ số phái trinh bị chính thức bị mất ở trong phiên ngày 19 tháng 4. Nó bị mất với vùng 1060 ở đây. Thì cái đó nó sẽ đi về vùng 1052. Và sau khi vùng 1052 mà nó bị mất thì nó sẽ đi về vùng 1040 đến khoảng vùng 1043, 1045 và phiên ngày hôm nay thì phái sinh đóng cửa ở vùng uh, gọi là thấp nhất ở vùng 1040 trên cái uh, kịch bản phân tích tuần. Như vậy là gì? Thị trường các anh chị nhìn thấy là thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và chúng ta luôn phải có những cái kịch bản uh, luôn có những cái kịch bản mà uh, điều chỉnh, uh, điều chỉnh về cái xu hướng của thị trường. Như vậy là chúng ta sẽ cập nhật uh, liên tục ở trên nhóm và các anh chị ở đây sẽ chúng ta sẽ uh, liên tục có những thông tin như vậy. Như vậy nhìn về tổng quan ở trong thị trường, ở trong tuần tới thì uh, index thì cũng đã nói rồi Và chỉ số VN30 và phái sinh thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào Thì đối với chỉ số VN30 khả năng thì tuần tới uh, nó sẽ quay trở lại vùng 1040 đến vùng 1043 các anh chị nhá Đó, uh, VN30 thì nó sẽ quay trở lại ở đây và nó sẽ thử tải vùng này Trong trường hợp nếu như vùng 1040, 1043 tích lũy được thành công và nó vượt thoát đi lên Như vậy đấy là tín hiệu kỹ thuật tốt Đó, đó là tín hiệu lạc quan, lạc quan là sẽ là như vậy còn trong trường hợp nếu như thủng vùng 1040 như vậy là chúng ta phải tính toán ở vùng 1027 đến vùng 1030 đối với chỉ số VN30. À, đối với chỉ số VN30 F1M ở đây thì tuần tới đương nhiên là 1040 rồi và chúng ta sẽ chờ đợi xem xem là ở đây từ vùng 1040 thì nó có lực hồi hay không. Có thể là nó sẽ hồi lên khoảng vùng 1045 đến vùng 1050 và sau đó à, sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại test lại vùng 1040. Và trong trường hợp nếu như thủng vùng 1040 ở đây thì chúng ta cũng phải tính toán đến cái khả năng uh, thị trường có thể quay trở lại rơi lại ở quanh vùng 1027 đến 1030. Đấy là vùng hỗ trợ tuần. Như vậy thì uh, trên tinh thần đó là chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh sẽ kiểm tra lại ở vùng 1040. Uh, chỉ số index cũng như vậy sẽ kiểm tra lại vùng 1040 và trong trường hợp nếu vùng 1010 bị phá vỡ thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1027 đến vùng 1030 1033 đó là vùng hỗ trợ tuần của bộ 3 tham độ chung của thị trường ở trong tuần mới Ok bản tin tuần này thì chúng ta sẽ xin phép được tạm dừng tại đây và ông Lê cũng trân trọng kính mời anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc chúng ta đã xem những bản tin clip tuần của ông Lê cũng như xem những cái quan điểm phân tích chúng ta có những cái đồng về quan điểm hoặc đồng về suy nghĩ thì cũng mời các anh chị về với team của lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để chúng ta có thêm những cái trao đổi chuyên sâu một một hoặc là có thêm những cái trao đổi chuyên sâu ở trên nhóm để chúng ta cùng nhau hỗ trợ và cùng nhau dìu dắt nhau đi ở trên cái con đường đầu tư chứng khoán rất là khốc liệt này ok tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây các anh chị nhé và chúng ta sẽ còn một tuần thi đầu nữa trước khi chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ tương đối dài như vậy là kỳ vọng tuần tới thì thị trường của chúng ta sẽ không rơi quá sâu và thị trường sẽ À, nằm lại được ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và phục hồi à, để chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ nó trọn vẹn hơn à, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản điểm tiến tuần tiếp theo